Rồi em chào tất cả anh em nha. Em chào tất cả anh em cho mọi miền Tổ quốc anh em ơi. Em lên nha. Anh em một con máy dầu dân ma. Để em nhìn nó lại cái này dân ma mấy mươi, 70 hay 80. Cái xác này chắc nhỏ chắc 70 quá Phụng. Phải không em? Phải không? Đem coi 70 hả? Cái dòng này là anh em bơm nước là quá vừa luôn. 60 thì thích hợp cho mấy miếng ruộng nhỏ nhỏ ha. 70 là em nghĩ là rất ok luôn. Anh em kéo cái máy phát điện cũng ok nữa. Thì gác vàng sới cũng ngon luôn. 70 em nghĩ là nó ngon hơn. Hàng khoái nhất là nước sơn ghim của thùng dầu nè anh em. Cái này nguyên bản luôn. Cái sơn ghim mà nó còn gì là máy đã dữ lắm luôn. Thông thường máy bãi anh em nói anh em để ý, đa số là nó gỗ hết trơn. Nó gỗ mấy cái thùng dầu nè. Mà thùng dầu nước sơn ghim nó còn gì là chắc chắn cái máy không giờ tệ. Bảo đảm cho anh em luôn. Với cái này bong bóng ghim nè. Cái niềng này ghim nè. Cái bộ tay khóa này cũng còn nguyên bản luôn. Ốc ác thì anh em nhìn nè. Nguyên si luôn, chưa chạy gốc cạnh nào hết. Có này nó dở. Này bị mẻ ăn miếng ngủ quá. Cái nút này anh em. Nút này nó bị móp một lỗ ha. Anh em có chốt cái máy này thì anh em nhớ alo giùm em để em thay cái nút khác cho anh em ha. Cái nút xuống nước nè. Tuy nó là bề ngoài nhưng mà nhiều khi đi tới chỗ anh em không có ống để thay nha. Đặc biệt. Còn các nước thì em bao anh em rất là đẹp luôn. Các nước rất là đẹp. Chỉ con ốc này nó hơi mòn. Ốc hơi mòn anh em. Mòn chỗ trên nè. Ốc thì gì đây? Anh em nhìn nó dần ngính luôn. Mấy ốc kia nhìn đảo à. Anh em mở ra cái gắt cây rồi là ngóc ghim của nó đây. Cái này có một số anh em là rất khoái những cái dòng máy gì nè, mình bỏ đồng. Đặc biệt hôm qua em có bán cho một cái anh ở ngoài, em nhớ ngoài Tây Ninh, là anh mua về yêu cầu có máy nó còn ngon ha. Anh khoái vàng lòng hết, đặc biệt là anh khoái vàng lòng hết. Anh nói sợ anh trồng phai mì, em nhớ là anh trồng phai mì. Anh rất là nhiều máy, mà nói máy nào mua về anh cũng lột bình dầu hết. Lột bình dầu rồi làm phá ngoại hình á. Không để cho cái cho nó nổi bật quá. Sợ nhiều khi nó nổi quá, cái nhiều anh em để ý thì khó giữ. Để em coi thùng dầu có máy này rồi. Cái lượt mới rồi. Cái thùng dầu thì ở trên rất đẹp nha anh em. Ở trên đặc biệt là đẹp. Còn ở dưới thì nó hơi ố nhẹ nha, anh em lưu ý giúp em nha. Ở trên là rất là đẹp, còn dưới nó hơi ố nhẹ nè. Cái lượt này đã thay rồi nha em. Phan, phan đi thưa ơi, anh nhờ em mượn quay cái máy này cái. Em kết nhất là chỗ này nha anh em. Thường thường những cái dòng máy nào mà anh em để cái coi nhớt mà nó còn sáng là chắc ăn cái máy nó còn rất là im đi. Thì thông thường là cái này nó dễ bị tổn ảnh hưởng với môi trường bên ngoài dữ lắm nè. Coi nhất tuyệt vời luôn nè. Còn nắp pilap thì quá ok luôn. Bô gin luôn, chỉ có điều nó hơi xét. Bô ly gin còn nguyên bản. Sao có số gì nữa đây? 8350. Cái này quýnh số được rồi thưa ơi. Em Ngọc Trinh. Em Ngọc Trinh hả? Em Ngọc Trinh chứ không phải là Ngọc Trinh. Em Ngọc Trinh. Ngọc Trinh giờ không được, Ngọc Trinh giờ hết mê. Ngọc Trinh. Trinh giờ nhiều anh hốt quá. Rồi em cũng không có để mất thời gian của bà con mình ha. Em nhờ thừa test máy này cho anh em mình nha. Dân ma ở Tết 70. Cái tốc độ của này em nhớ là dòng tua nó là 2400 nha anh em. Khi mà chạy đặt cái tốc độ tối đa là 2600. Mới quay thôi mà nó bông khét. Giống hết dầu. Này biến giống hết dầu quá. Này máy trong kho để ra anh em ơi. Tiếng ga còn rất là im.
tiếng còn cực kỳ chắc, tiếng cực kỳ chắc. Khi mà mình bỏ lâu mình ra quay thấy em thấy nơi khói à, nhưng mà tới khi mà nó chạy lên giống như mình quay lâu quá anh em nó dư dầu. Cái tiếng máy này quá chắc anh em, tu đèn cháy luôn, đèn cháy luôn anh ơi. Quá thật luôn, lúc đầu máy phát máy lên còn ra khói, giờ nghỉ ra khói luôn anh em. Còn anh em muốn xài bền anh em lưu ý ha, vậy anh em bên đây anh em chạy qua đây lâu lâu tí xíu, cái máy này quá tệt anh em ơi, ta tiếng gì là anh em xài cực kỳ bệnh, quá trời đẹp, máy này quá ngon. Không bóng rồi nè, nó hết dầu rồi anh em, cái này nó cũng hết dầu, nó hết dầu rồi. Cống này thì anh em lưu ý, anh em nào chốt có chốt thì nhắc em thay cống này ha. Cống này nó bị nứt, em sợ về là tới chỗ anh em là không có cống zin thay nha, nhưng em ở đây em có zin. Còn mấy này em bảo đảm anh em là chắc lội luôn á. Để em coi cái số seri nữa. Máy này rất là chắc. Cái số seri của máy này là anh em lưu ý cái chỗ này chỗ quan trọng nhất nè. Để tránh nhầm lẫn hoặc là gửi lộn gửi lạc gì á ha. Là anh em coi số seri nè, 111643 anh em để ý giùm em nha, 111643 anh em nữa có mua thì anh em chụp cái màn hình này chỗ này giùm em, 111643 là tránh trường hợp nhầm lẫn máy nha anh em. Còn máy này riêng máy này em xin báo giá công khai với anh em mình luôn ha, cái này em tính anh em là 4.8 triệu, phí ship là 400.000 anh em, em bao ship toàn quốc. Anh em nào có làm được hoặc là vừa ý vừa mắc ha thì alo cho em, có số điện thoại em để trên màn hình. Còn bà con cần thêm thông tin về máy nổ bên em, nhờ anh em vào kênh Tin Sắt Đất Thắng đăng ký ha. Vì em còn rất nhiều máy chưa lên sóng anh em. Thì khi em có lên được cái máy nào anh em mình có thể lựa chọn cho mình một cái máy ưng ý. Có thể mình coi mình tham khảo giá cũng được, rồi mua chỗ khác. Không có gì hết, đừng anh em đừng ngại ngùng. Rồi em xin kết thúc video tại đây ha. Em chúc anh em có một buổi trưa thật vui vẻ. Chào tạm biệt anh em.